Thưa quý vị và các bạn thân mến, dịch COVID-19 ngày 20 tháng 2, số người chết và người nhiễm đều giảm, số ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc trong ngày 19 tháng 2 giảm xuống còn 349 trường hợp so với 1.693 ca của một ngày trước đó. Số ca tử vong là 108, giảm từ 132 người của ngày 18 tháng 2. Số liệu được Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố ngày 20 tháng 2 cho thấy số ca nhiễm mới tại tỉnh này trong ngày 19 tháng 2 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2 cho tới nay. Theo đó, tính đến hết ngày 19 tháng 2, cả vùng dịch Hồ Bắc chỉ ghi nhận 349 trường hợp nhiễm virus corona mới SARS-CoV-2, giảm so với con số 1.693 ca của ngày 18 tháng 2. Số ca tử vong cũng giảm xuống chỉ còn 102 so với 132 của ngày 18 tháng 2, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 88 trường hợp. Cũng theo Ủy ban Y tế Hồ Bắc, có thêm 1.209 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19 được cho xuất viện trong ngày 19 tháng 2, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 10.337. Hiện vẫn còn 43.745 trường hợp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9.128 trường hợp bị bệnh nặng và 2.050 trường hợp đặc biệt nặng. Theo hãng tin Reuters, con số 349 người nhiễm là kết quả của việc Ủy ban Y tế Hồ Bắc loại trừ 279 trường hợp ở 10 thành phố của tỉnh này. Cơ quan trên không đưa ra lý do vì sao lại có điều này. Ca dương tính SARS-CoV-2 duy nhất châu Phi trở lại âm tính. Một người nước ngoài được thông báo là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của Ai Cập và châu Phi ngày 19 tháng 2 đã được xác nhận kết quả mới là hoàn toàn âm tính với loại virus chết người này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, châu Phi là châu lục duy nhất không có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong thông báo được phát đi ngày 19 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Bộ Y tế Ai Cập cho biết đã tiến hành tới 6 lần xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày và kết quả đều âm tính. Người bị nghi nhiễm không có biểu hiện triệu chứng của việc nhiễm bệnh trong suốt thời gian cách ly, thông báo cho biết thêm. G20, COVID-19 là rủi ro đối với tăng trưởng toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, ngày 20 tháng 2 đã có được dự thảo tuyên bố chung các quan chức tài chính của nhóm G20. Trong đó, G20 dự đoán tăng trưởng toàn cầu sẽ khiêm tốn trong năm 2020 và xem COVID-19 là một rủi ro bất lợi đối với điều này. Sau khi có dấu hiệu ổn định vào cuối năm 2019, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn chậm và rủi ro giảm đối với triển vọng này vẫn còn, bao gồm những tác động phát sinh từ dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị và sự không chắc chắn của chính sách. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của G20 sẽ gặp nhau trong 2 ngày cuối tuần tại Saudi Arabia, nơi họ sẽ thông qua dự thảo tuyên bố chung với những nội dung trên, Reuters khẳng định. Nghiên cứu sơ bộ COVID-19 lây nhanh như cảm cúm thông thường. Một nghiên cứu sơ bộ của các nhà khoa học Trung Quốc được công bố trên tạp chí y học New England ngày 19 tháng 2 cho thấy COVID-19 lây lan nhanh hơn SARS và lây nhiễm với tốc độ của bệnh cảm cúm thông thường. Nghiên cứu này vẫn cần nhận được sự xác nhận từ các chuyên gia, nhưng theo tiến sĩ Gregory Holland, một nhà nghiên cứu về virus ở Mỹ, sẽ rất đáng lo nếu điều này là đúng. Các nhà khoa học ở Quảng Đông đã theo dõi tình trạng của 18 bệnh nhân, trong đó họ phát hiện các virus chủng mới SARS-CoV-2 hiện trong mũi và cổ họng, nhiều như các bệnh nhân cảm cúm thông thường. Số lượng virus đặc biệt tăng mạnh sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh SARS-CoV-2 hiện diện ở các đường hô hấp trên và dưới của bệnh nhân khi virus SARS chỉ xuất hiện và gây nhiễm trùng sâu đường hô hấp dưới. Việt Nam với nguy cơ dịch chồng dịch. Ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có chỉ thị về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trước dự báo dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng nguy cơ lây lan.
Hiện tại ở Việt Nam, ngoài dịch cúm gia cầm H5N1 đã bùng phát ở 5 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh, đến nay dịch lở mồm long móng cũng đang có dấu hiệu lây lan. Từ đầu năm 2020, số lượng gia cầm chết do cúm AH5N1 gây ra đã bùng phát ở các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Trà Vinh. Thông tin về dịch lở mồm long móng diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng tại 7 tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Tiền Giang cũng rất hạn chế. Điều này cho thấy với quyết tâm hô khẩu hiệu không để dịch chồng dịch của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang được thực hiện bằng việc hạn chế thông tin. Từ tả heo châu Phi đến Vũ Hán virus do Bắc Kinh mang lại, dịch cúm H5N6 trước đó cũng được công bố ở Thiệu Dương, Hồ Nam, Thiên Tân, Trung Quốc và không có thêm thông tin. Trong năm 2019, các quan chức Việt Nam đã đánh giá sai lầm về dịch tả heo châu Phi khiến cho sản lượng chăn nuôi bị sụt giảm, nông dân điêu đứng, người dân phải mua thịt heo với giá rất cao. Trong bối cảnh hiện tại khi dịch viêm phổi do virus COVID-19 gây ra chưa lường được hết hậu quả, thì các quan chức Việt Nam ở nhiều bộ, ban ngành đã vội vã kêu gọi đẩy mạnh chiến dịch thu hút khách du lịch đến tham quan và không có phương án cụ thể để bảo vệ sức khỏe và tài sản của công dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi văn kiện Đại hội Đảng 13 phải là văn bia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng vừa phát biểu cho rằng phải coi văn kiện Đại hội Đảng là văn bia, còn để lại đời sau. Ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra đánh giá vừa nói hôm 14 tháng 2 khi chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng gửi Đại hội Đảng bộ cơ sở đóng góp cho ý kiến. Sau khi ca ngợi Đảng Cộng sản thật vĩ đại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ví văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam với văn bia. Công cuộc chống tham nhũng nhằm vào nội bộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến ông chính thức được truyền thông Việt Nam ca ngợi là người đốt lò vĩ đại đầu năm 2018. Báo Việt Nam thường đăng tải nhiều câu nói mang tính chỉ đạo đầy ấn tượng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Gần đây nhất hôm 14 tháng 2, ông Trọng dùng khái niệm văn bia để cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến vào năm 2021. Nói đến phương châm phải lắng nghe các đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến, ông Trọng, giáo sư ngành xây dựng đảng nhắc người biên tập văn kiện phải có bản lĩnh. Theo ông, phải coi văn kiện đảng như văn bia để lại muôn đời sau, như lời trích trên báo Việt Nam. Ông ngụ ý rằng văn kiện đảng là kết tinh trí tuệ, rất có giá trị cho đời sau sưu tầm học hỏi và có thể được khắc thành văn bia trên đá. Việc tiếp tục thu các ý kiến đóng góp không được đơn giản, dễ dãi về cả hai phía. Không tiếp thu cũng là sai, mà nói cái gì tiếp thu ngay cũng là sai. Trước đó, ngày 3 tháng 2, báo Việt Nam đăng tải rộng rãi lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước khen đảng của mình. Xin trích, với tất cả những sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Hết trích. Truyền thông chính thống ở Việt Nam nói bài diễn văn được đọc trong không khí phấn khởi, tự hào, cảm xúc đón mùa xuân mới cũng là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy thế, dư luận nước này và thế giới trong thời gian lại đang hết sức lo ngại về virus corona lan từ Trung Quốc sang. Cách nói hơi bất ngờ, ngược với logic bình thường có thể là của ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng để đánh bài, đánh thức tư duy thường nhật của các quan chức là đồng chí của ông ta. Việt Nam được cho là có dân số trẻ và đông đảo thanh niên với suy nghĩ khác với thế hệ cách mạng và ngưỡng mộ những nhân vật không thuộc về hệ thống chính trị. Các câu của ông Trọng thường được chia sẻ trên mạng xã hội với những bình luận chê nhiều, khen ít, nhưng dù sao cũng vẫn tạo ra được sự chú ý của dư luận như hồi cuối năm 2019. Khi nói về các đại dự án như AVG, ông Trọng được truyền thông trích lời cho rằng sau đại án AVG còn nhiều vụ án phải làm tiếp. Ông cũng nói tất cả các bị cáo lúc đầu thì cãi nhưng sau đều tâm phục khẩu phục. Các bị cáo cho đi tù còn cảm ơn đảng và nhà nước.
Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh thêm thực tế chưa bao giờ ta xử được tội đưa và nhận hối lộ, bởi trước kia toàn là tội thiếu trách nhiệm, vi phạm việc nọ, việc kia gây hậu quả nghiêm trọng, chưa bao giờ thu được tài sản lớn như vậy, và tôi nhớ không nhầm thì thu lại cho nhà nước được 8.500 tỷ đồng. Hồi giữa năm 2019, giáo sư Nguyễn Phú Trọng cũng đặt ra một loạt câu hỏi về tương lai Việt Nam và nói khiến khái niệm đô thị thông minh. Ông hỏi ví dụ thành phố Hồ Chí Minh 10 năm nữa, 15 năm nữa sẽ là thế nào? Có hình dung được hết không? Hà Nội sẽ như thế nào? Rộng hơn, ông tự hỏi nước ta đến năm 2030 sẽ là gì? Ông cũng lật lại vấn đề nước công nghiệp và một vị tiền nhiệm Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hồi năm 2006 rằng đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ đạt được. Chúng ta đã xác định đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện tại. Giờ đã trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa? Phải thay đổi rồi, không dùng cái từ ấy nữa rồi. Rồi ông lại tự hỏi, sắp tới nó sẽ là cái gì? Và ông nhận xét khó lắm các đồng chí ạ, cả lý luận và thực tiễn phải hiểu biết sâu sắc thực tế cả trong nước và quốc tế. Có thể ông Nguyễn Phú Trọng ngụ ý rằng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã thất bại. Đó là sự kết thúc của một giấc mơ duy ý chí. Bởi khi đặt câu hỏi năm 2030, chính ông cũng không dám nói quá như trước đây ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng hùng hồn tuyên bố như vậy. Khi hiện tại Việt Nam đã vào năm 2020 mà vẫn là một đất nước lạc hậu, nhiều lĩnh vực còn kém thua cả Lào và Campuchia. Hồi tháng 11 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng cũng công khai hóa khái niệm chán đảng khổ đoàn từng được nêu ra rộng rãi trong hệ thống chính trị Việt Nam. Cần ngăn chặn tình trạng chán đảng khổ đoàn nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng kèn cựa nhau. Nhìn chung trước các sự kiện chính trị lớn do ông chỉ đạo thực hiện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều có các phát biểu dùng hình ảnh đơn giản, động từ mạnh để công luận nắm được vấn đề. Chẳng hạn hồi tháng 6 năm 2018, chính ông nói rằng sắp xếp bộ máy công an đụng chạm ghê gớm lắm. Trước đó, báo chí Việt Nam đồng loạt đăng lời của ông vào tháng 4 năm 2018 rằng bất kỳ ai đã tham nhũng, tay nhúng chàm đều phải xử lý triệt để. Cách đây hơn 5 năm, vào tháng 5 năm 2015, ông Nguyễn Phú Trọng khi đó chỉ mới là Tổng Bí thư Đảng nói với cử tri Hà Nội về việc ghép hai chức vụ Đảng và chính quyền. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát? Thế mà tháng 10 năm 2018, ông nắm cả hai chức vụ chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng vào năm 2018, trong dịp đầu năm, ông Trọng sinh tháng 4 năm 1944, chính thức được truyền thông Việt Nam ca ngợi là người đốt lò vĩ đại. Mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng lại vừa gây cười cho mạng xã hội khi có thêm một phát biểu mà danh hài Hoài Linh cũng cần đến học hỏi. Sau khi mất tích một thời gian, đột nhiên hôm 20 tháng 1 năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam lại xuất hiện để đưa ra phát ngôn hài hước. Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như đảng ta. Ông Trọng giải thích chính nhờ tinh thần tự phê bình và phê bình này mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài phỏng vấn của ông Nguyễn Phú Trọng được đưa ra vào thời điểm công luận vẫn chưa ngớt chỉ trích Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về hành động được cho là thất nhân tâm khi thực hiện cuộc bố giáp đột kích vào làng Đồng Tâm ngay thời điểm trước Tết cổ truyền của dân tộc, giết chết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng, cụ Lê Đình Kinh, và bắt đi hàng chục thanh niên và phụ nữ ở đây. Có thể nói chưa có lúc nào mà lòng dân Việt Nam oán thán Đảng Cộng sản Việt Nam như lúc này. Vậy mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể nói đảng của ông ta được dân tin yêu hơn bất cứ đảng cầm quyền nào trên thế giới thì đủ biết khả năng nhận thức của ông Tổng Bí thư này thực là có vấn đề nghiêm trọng. Tuy được xưng tụng là người thanh liêm chính trực, nhưng một sự thật không thể chối cãi, ông Nguyễn Phú Trọng là người nhận được nhiều chỉ trích hàng đầu tại Việt Nam nhờ những phát ngôn hoang tưởng tầm cỡ thế giới. Lời ông nói đôi khi mang nội dung trân cháo, rất sắc sược, xa rời với thực tế của cuộc sống và không đúng với hoàn cảnh của đất nước. Kết thúc năm 2019 mà đất nước, nhân dân ta đang phải oằn mình chịu đựng bao nhiêu thiên tai, nhân tai, dịch họa,
Trung Quốc lăm le thôn tính lãnh thổ tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn u mê với câu nói mây đen phủ kín toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam. Nhận định của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam trốn tránh những thực tế hàng ngày, đó là bất cứ người dân nào khi nhìn lên bầu trời Sài Gòn, Hà Nội đều thấy bụi mù đang che lấp mặt trời. Sài Gòn, Hà Nội do mức ô nhiễm thường xuyên đạt mức nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Từ cảm quan trực tiếp đến nỗi lo hàng ngày, thịt heo tăng giá phi mã kéo theo giá cả nhiều mặt hàng khác của mọi người dân càng nghi ngại về cái mặt trời nào đó đang tỏa sáng. Không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tìm thấy cái mặt trời đó ở đâu? Hay đó là các ảo ảnh, có lẽ ông đã dùng quá nhiều sâm Triều Tiên, thuốc cao Trung Quốc sau lần đột quỵ. Thật ra thì đây là một nhận định của vài chuyên gia ưa dùng lời đường ngọt đối với chế độ Cộng sản Việt Nam của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, người đứng đầu đảng đã không phân biệt đâu là nịnh, đâu là trung, nên đã vô tư lấy các câu nói đó lòe người dân của Việt Nam. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một người say sưa với sự nghiệp đốt lò nhằm mị dân và che đậy cho các hành động đấu đá nội bộ đảng. Nhiều từ hoa mỹ đã được ông trích dẫn lấy của người khác mà không hề công khai nguồn. Chính điều đó đã đem đến cho người dân trong và ngoài nước nhiều phen giật mình lo ngại, đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Hôm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng, ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục cao hứng rằng đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được. Và với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. 90 mùa xuân dân tộc ta có đảng, dẫn đường soi lối. Sự nghiệp cách mạng, nước ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước. Ông thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung từng nhận xét rằng ông Nguyễn Phú Trọng là giáo sư tiến sĩ ngành xây dựng đảng, nghĩa là ông ta được đào tạo về khoa học xã hội. Thật sự thì khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đều dựa trên số liệu thống kê rất nghiêm ngặt, chứ không phải muốn nói gì thì nói. Sự thay đổi chính trị đang đến với đất nước Trung Quốc. Ở Trung Quốc đương đại, sự biến đổi chính trị sâu sắc có thể và đã xảy ra mà không có sự thay đổi chế độ hay dân chủ hóa kiểu phương Tây. Thí dụ nổi bật nhất là giai đoạn cải cách và mở cửa bắt đầu từ năm 1978 dưới sự trông coi của Đặng Tiểu Bình. Mặc dù Đặng Tiểu Bình đã bác bỏ các cuộc bầu cử đa đảng, ông đã làm thay đổi căn bản đường hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như sự phân bổ quyền lực bên trong nó. Dịch coronavirus bắt đầu từ Vũ Hán trong tháng 12 năm 2019, có thể báo trước một điểm ngoặt lịch sử tương tự. Sự bùng nổ của cái bây giờ được gọi là COVID-19 là nhiều hơn chỉ một thời khắc căng thẳng thoáng qua đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế giới phải chuẩn bị cho những gì có thể đến tiếp theo. Bình thường một dịch bệnh duy nhất cho dù được xử lý tồi sẽ không thể phá vỡ được chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trong hơn 4 thập niên qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vượt qua nhiều khủng hoảng, từ thảm họa Thiên An Môn năm 1989 và bệnh SARS năm 2002-2003 đến khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Một số nhà phê phán chế độ từ lâu đã tiên đoán cái chết tức tưởi của nó, đều chứng tỏ đã sai trước Chủ tịch Tập Cận Bình. Phong cách quản trị Trung Hoa đã là thích ứng và phi tập trung, hay là cái tôi gọi là ngẫu hứng có định hướng. Ngoài ra, xã hội dân sự kể cả nghề báo bới móc đã mở rộng nhanh chóng. Lần này là khác, kể từ khi lên nắm quyền trong năm 2012, Tập Cận Bình đã siết chặt sự kiểm soát chính trị ở trong nước và phóng chiếu các tham vọng siêu cường ra nước ngoài. Các chính sách này đã làm mất nhuệ khí của nhà đầu tư tư nhân của Trung Quốc, đã báo động các cường quốc Tây Phương và đã làm trầm trọng thêm các mối căng thẳng với Hoa Kỳ. Tất cả những thứ đó đã góp phần cho một sự chậm lại kinh tế rộng hơn.
Sự bùng nổ COVID-19 đã thêm một nguồn của sự căng thẳng và tính không tiên đoán được cho các thách thức tăng lên của chế độ. Khi dịch bệnh vẫn còn, Trung Quốc sẽ vật lộn để mở cửa lại cho việc kinh doanh, gây ra các làn gió ngược kinh tế thậm chí mạnh hơn vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản, các công nhân mất việc làm và lạm phát tăng lên. Trong khi ban lãnh đạo của Cộng sản Trung Quốc hết sức gói trong việc giải quyết một khủng hoảng mỗi lần một, nó đã hiếm khi phải đối mặt với nhiều khủng hoảng gần sống còn như vậy cùng một lúc. Trong một bình luận gần đây, Gavin Rudd, cựu thủ tướng Australia, người bây giờ là chủ tịch của Asia Society, đã cho rằng cuộc khủng hoảng một khi được giải quyết sẽ không làm thay đổi cách Trung Quốc được cai quản trong tương lai, nhưng dự đoán đó là quá lạc quan. Quả thực đang xuất hiện các rạn nứt trong ban lãnh đạo đối tối cao của ông Tập Cận Bình. Thí dụ vào đỉnh điểm của sự tức giận của công chúng đối với sự che giấu ban đầu của chính phủ về sự bùng phát của dịch bệnh, ông Tập đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Trong cuộc gặp của ông với Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros vào ngày 28 tháng 1 năm 2020, ông không nổi lên cho đến khi mà có cuộc gặp nhà nước với ông Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào ngày 5 tháng 2 năm 2020. Đối với một lãnh tụ mà bình thường chi phối chuỗi tin tức Trung Quốc mỗi ngày, sự vắng mặt của ông Tập giữa sự hoảng loạn quốc gia đã là một sự đáng chú ý và đã dẫn một số nhà quan sát Trung Quốc tới suy đoán rằng sự nắm chặt quyền lực của ông có thể sẽ bị nguy hiểm. Nếu điều đó có vẻ không thể tưởng tượng được, là đáng nhớ rằng những năm qua đã tạo ra các sự kiện mà ít người tiên liệu trước được. Ai đã tiên đoán chẳng hạn rằng một chùm tư bản địa ốc Mỹ lại đối đầu với một thái tử đảng của Trung Quốc trong một cuộc cạnh tranh đua siêu cường gây ra rung động trái đất, hay rằng Trung Quốc có thể thay thế Hoa Kỳ như một quán quân cho toàn cầu hóa tư bản chủ nghĩa. Thời khắc bấp bênh hiện thời rất có thể đã dọn đường cho sự thay đổi chính trị sâu sắc hơn. Ba khả năng nổi bật trên: cực đoan nhất, kịch bản xấu nhất và sự sụp đổ chế độ. Những người đánh Trung Quốc mà đọc đâu đó không được hề hả, bởi vì sự lan rộng tan rã đột ngột của một chế độ độc đoán không nhất thiết dẫn tới dân chủ hóa. Trong nhiều trường hợp nó dẫn đến nội chiến, như chúng ta đã thấy ở Iraq sau khi Hoa Kỳ loại bỏ Saddam Hussein bằng vũ lực, và như chúng ta đã thấy ngày nay Libya hậu Qatar, một cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực bên trong của Trung Quốc sẽ là tai họa cho toàn thế giới. May thay, kịch bản này là không chắc chắn. Mặc dù Trung Quốc dưới sự căng thẳng chưa từng thấy, nền kinh tế của nó không ngừng trệ như Zhang Jinwei của Đại học Columbia đã chỉ ra, ngành thương mại điện tử hết sức phát triển của Trung Quốc cho phép dân cư tiếp tục mua sắm từ nhà mình, và trong khi hàng chục ngàn người dân Trung Quốc bị nhiễm virus và còn nhiều hơn thế, nhiều sự tức giận của chính phủ, tuyệt đại đa số dân cư chẳng hề gần như là tuyệt vọng. Kịch bản thứ hai là một sự thay đổi trong ban lãnh đạo ở mức cao nhất. Tập không thể tránh khỏi trách nhiệm vì sự phản ứng dữ dội chống lại chính sách đối nội hạn chế và hành động quyết đoán ở nước ngoài của ông ta, mà đã bắt đầu xén bớt sự ủng hộ cho ông rồi ngay cả trước dịch COVID-19. Với cái chết của Lý Văn Lượng, một bác sĩ đã bị các nhà chức trách hành hạ vì đã cảnh báo những người khác về virus. Những thất bại của cách tiếp cận từ trên xuống dưới của Tập Cận Bình đã lộ rõ. Tin về cái chết của Lý Văn Lượng đã thổi bùng cơn bão phê phán trực tiếp đối với chính phủ của ông Tập Cận Bình, đã làm giảm thêm sự tín nhiệm của ông như một lãnh tụ dân túy. Về nguyên tắc, việc Tập Cận Bình bãi bỏ các hạn chế nhiệm kỳ cho phép ông tiếp tục ở lại như chủ tịch suốt đời, nhưng liệu ông sẽ được sự tiếp tục nhiệm kỳ của ông ta trong thời kỳ kết thúc năm 2022? Và bây giờ chúng ta có một câu hỏi bỏ ngỏ. Do sự tập trung quyền lực trong hệ thống Trung Quốc, lãnh tụ tối cao có một tác động quá khổ lên mọi lĩnh vực của xã hội, như lên chính sự đối ngoại. Nếu giả sử như một lãnh tụ mới tiếp quản trong năm 2022 hay thậm chí trước đó,
Kết cục có khả năng nhất sẽ là một sự đặt lại của tất cả những ưu tiên chính sách của Tập Cận Bình, buộc phần còn lại của thế giới để xét lại suy nghĩ của mình về Trung Quốc và vai trò toàn cầu của nó. Trong kịch bản thứ ba, Tập bám lấy chức của ông ta nhưng nó bị khuyết rỗng và quyền lực chuyển cho các phái cạnh tranh khác nhau. Một sự dàn xếp như vậy sẽ không phải là không có tiền lệ. Sau đại nhảy vọt cuộc vận động cuồng tín của Mao Trạch Đông 1958-1962 để đuổi kịp nước Anh trong 10 năm đã giết chết 30 triệu nông dân, Mao đã buộc phải về nghỉ hưu nhưng vẫn là lãnh tụ tối cao trên danh nghĩa. Muộn hơn, ông dàn xếp một sự quay trở lại mở ra một tai họa dài một thập niên khác, cách mạng văn hóa. Rõ ràng rằng chính trị và sự cai quản của Trung Quốc sẽ không còn như cũ sau sự bùng nổ của Covid-19. Huyền thoại rằng Tập Cận Bình và những người ủng hộ của ông giữ vững được cách đức hạnh và sự kiểm soát tập trung đã bị phá hủy. Các lời từ biệt của Lý, một xã hội lành mạnh không được chỉ là một tiếng nói, sẽ vẫn được khắc vào tâm trí của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc. Những người đã tự mình thấy rằng tự kiểm duyệt có thể gây nguy hiểm cho mạng sống của họ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.